Hello, lại làm Thịnh Bến Tre, gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe nha. Thịnh Bến Tre có nhiều xe, giới thiệu anh em mình mẫu Crew 2016 form mới, chắc xe đẹp lắm anh chị ơi. Về anh chị việc lên xe và đi thôi. Ủa 16 hay 17 ta? Ôi Nhân ơi, con này Crew 2016 hay 17? À 2016 anh chị, form mới rồi, đèn bi luôn nè. Rất là đẹp, động cơ máy 1.6 siêu tiết kiệm và lành tính, dòng này 100 cây chạy 7 lít 7 lít rưỡi xăng. Xe nguyên zin gia đình không lỗi nhỏ, chạy mới có 92.000 cây số thôi. ABS túi khí nè. Đó, rồi cảm biến ghe nè. Xe ngay chủ nó nè, dòng Chevrolet Crew này chạy nhìn rất là hay, rất là sang. Đó, phân khúc hạng C, nhìn nó sang trọng vậy mà có 200 triệu hơn à. Tội gì đi xe Honda làm gì anh chị, đúng không? Cái cửa mở còn cứng ngắc luôn anh chị nè, nhìn cái cửa nó mở nó cứng ra đã không? Đó, cửa ít mở, xe chạy 92.000 mà. Đó, nguyên zin không lỗi nhỏ. Đó, quá đã, ốc tán à, màu mè nó đầy đủ nè, túp lô túp ly nè, xe em chưa rửa hay dơ tí xíu cho rửa. Nút bấm còn mới tinh luôn nè anh chị ha nè. Quá mới luôn nè anh chị. Vô lăng nè. Vô lăng rim của xe luôn, quá đẹp luôn. Đó, tem bọng nhãn mát đầy đủ nè, bát cửa bản lề lắc lê nữa nè, dàn ghế nè, dàn sàn dàn trần là riêng hết. Về nói chung là anh chị việc đổ xăng thôi, chạy 92.000 không lỗi nhỏ anh chị ha, chạy mới 92.000 cây thôi, củ số hay hiền có băng luôn nè anh chị ha. Những cái nút bấm còn rất là mới này chứng minh một điều là xe mình đi ít cái số ha. Quá đã, quá xuất sắc luôn. Hai túi khí ABS đầy đủ, trần nó hơi dơ dơ cái này tí xíu cho giặt lại. Vô lăng rất là đẹp anh chị ha, vô lăng Crew này mình thấy nó rất là đẹp ha, nhìn rất là sang. Đi dòng Chevrolet này là thấy là xe Mỹ là thấy sang tới rồi. Về chuyện lên xe là đi thôi anh chị nha. Anh chị mình không có làm thêm ngàn nào nữa. Quá đẹp đúng không? Túp lô túp ly, không chê vào nó được. Đúng xe gia đình, riêng không lỗi. Cảm biến nè, sàn. Cây bô còn mới tinh luôn nè anh chị. Chạy chín mấy ngàn mà sao mà cũ được. 91.000 thì cây bô phải mới rồi. Mâm mới tinh vỏ gì cui là 4 cái vỏ mới luôn anh chị nha. Đây, quá đẹp, kiến là ghim nó luôn nè, vỏ bọng về cui. Máy nổ không nghe tiếng động luôn anh chị nha, máy E-Tech 2 nè. Xe mà qua đổ hơi đổ khói cho chiếc xe này cho anh em mình luôn, em không bán nha, cho luôn không bán. Động cơ máy 1.6 nguyên zin là tem bọng nhãn mát, những dấu chấm bon điện đó nè anh chị, nhìn là hộp nó nè, keo chỉ hồng phục nè, ốc capo chưa mở nữa nè. Ốc cabo chưa mở này, trách nhiệm còn zin tới giờ luôn. 2016 nguyên zin không lỗi nhỏ. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Crew bên em cũng còn khá là nhiều, anh chị qua lựa thoải mái lái thử vô tư nha. Xe cam kết với anh chị mình luôn, riêng nguyên bản không lỗi. Đó, để cho anh chị mình xe này chỉ có là 245 triệu. Còn giảm còn bớt giao lưu trao đổi bù trừ cho nợ bán thiếu. Đó, nơi giao lưu trao đổi mọi loại xe với anh em mình luôn. Thịnh Bến Tre có rất là nhiều xe. Anh em qua lựa chọn lái thử chạy thử với em. Đừng có ngại ngùng khi đến xem. Ok, anh chị em nào quan tâm mẫu nào thì cứ nhắc máy alo em Thịnh mình 0866678971, 0834333371 nha. 4 cái vỏ mới luôn nè, đèn bi led zin nữa nè. 4 vỏ mới nè. Anh em nhìn xi nhan gương nữa nè, đăng kiểm tháng 5 2025 nữa nè. Ha hồ về chạy, ha hồ về đi. Đó, có xem là có bớt ha. Quá trời luôn anh chị, ngập tràn ô tô luôn, hàng trăm ô tô đang đợi anh em mình tại Thịnh Bến Tre. Có xem là có bớt nha. Đó, anh chị quan tâm mẫu nào thì cứ alo cho em Thịnh, em cảm ơn nhiều. Hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo và chúc anh em mình nhiều sức khỏe. Anh em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha.